Mến chào cô chú anh chị quý khán giả đang xem trên video của Hoàng Trung TV. Hôm nay Trung đang có mặt ở tại nhà dì Oanh. Và hôm nay thì có một sự việc cũng như là mong muốn sẽ sự góp ý cũng như là từ quý khán giả. Thì thời gian trước Trung cũng có ghi hình ảnh của một bé trai 12 tuổi đi bán vé số và hiện tại đang sống nhà dì Oanh. Và cũng có nghe dì Oanh chia sẻ là dì Oanh nuôi bé này cũng khoảng được gần 2 năm. Vì khi mà Trung có phỏng vấn bé thì bé có chia sẻ là có cha nhưng cha lại không có chăm sóc. Và cũng có mẹ nhưng mẹ thì không quan tâm, bỏ bê. Và bé phải tự mưu sinh cũng như đi bán vé số cũng như là đi ở với người này, ở với người kia. Và cuối cùng thì bé cũng đã ở với dì Oanh và đi bán vé số hàng ngày. Sau khi Trung đăng tải video clip đó lên thì cũng được sự giúp đỡ của cô chú Mạnh Thường Quân, có giúp cho em Phương một chiếc xe đạp đó. Thì hôm nay cũng có một sự việc cũng rất là cần sự giải quyết. Thì sau khi cha của bé Phương mất cách đây cũng khoảng 2-3 ngày rồi, thì hôm nay xuất hiện mẹ của Phương cùng với anh chị em đến để có chia sẻ là sẽ mang bé Phương đi về nuôi và không muốn cho dì Oanh nuôi nữa. Và không biết cái câu chuyện đó như thế nào thì Trung cũng xin mời tất cả quý cô chú anh chị cũng như quý khán giả tìm hiểu video này nhé. Thì video trước thì nếu như cô chú anh chị nào chưa từng xem video của Trung thì có thể xem lại những clip trước về bé Phương. Thì bé Phương Trung cũng có làm 3 video clip hỏi về cuộc đời của bé cũng như mang bé đi mua đồ, mua quần áo, mua xe đạp. Dạ, bây giờ Trung cũng xin mời quý cô chú anh chị tiếp tục theo dõi video và xem mẹ của bé cũng như anh chị với đến đây với mục đích gì. Dạ con tên Phương, con năm nay con 13 tuổi. Tại sao con qua đây ở với dì Oanh? Dạ, hồi lúc trước là con qua nhà ở của ông kia, rồi con xin nghỉ một ngày, ông không có cho, rồi con mới qua đây con ở. Là sao? Là con qua bên kia ở, nhưng bên kia là đâu? Bên nhà ông Cọp. Ủa? Rồi nhà con có nhà không? Dạ, nhà của cô chú con. Con còn ba mẹ? Ba, con còn ba. Mẹ con đi bỏ hồi nhỏ rồi. Mẹ con đi bỏ hồi lúc nào? Lúc con mới đẻ ra được 2 tháng. Mới đẻ 2 tháng là bắt đầu mẹ đã đi bỏ rồi. Dạ. Rồi giờ con biết mẹ con ở đâu không? Dạ, con biết nhưng mà con lại hỏi mẹ con không có dòm tới. Biết mẹ ở đâu luôn mà đi hỏi mà mẹ không chịu dòm luôn. Dạ. Lúc đầu là con qua nhà của ông Cọp. Ông Cọp làm sao với con? Là cũng như gần nhà. Ờ. Rồi qua đó ở rồi ông bắt đi mua dây chai rồi không có cho tiền. Rồi con xin nghỉ một ngày ông không có cho. Rồi con mới đi luôn, con không có ở nữa. Về ở trong nhà này một lúc, cha nó thì bỏ đi, nó đằng này không có nơi nương tựa thì nó qua bên ông Cọp á, ông Cọp kêu nó qua bên ở, tại vì nó cũng leo dừa leo cao hay, mà bên đó thì nó thường thường nó mua cao, nó mua dừa đồ bán lại á, rồi nếu mà tới mùa cao thì nó đi leo cao, rồi tới mùa dừa thì nó đi leo dừa, thì hết dừa hết cao thì nó đi mua dây chai. Mua dây chai thì thường xuyên là dì Oanh cũng nhầm khi vừa bán nhầm khi cho luôn. Đi bán xong rồi về nhà dì Oanh ăn cơm, bán xong về nhà dì Oanh ăn cơm. Cái nhà nó không có nấu nữa, cái mình thôi kệ đi. Nó ăn cơm thì ăn đi, rồi nó ăn nó ở chơi, cái nó ở chơi cái nó không tối nó ngủ. Tới giờ ngủ rồi kêu nó về, nó không chịu về. Nó không chịu về nó mới kể là con sợ tối lắm. Hỏi làm sao cái nó nói con sợ. Rồi hồi tối con về con gặp vậy vậy đó, nó sợ. Cái nó kể cho mình nghe, cái mình mới nói thôi. Vậy thấy tội nghiệp mà con nít.
thôi vậy thôi mày ở nhà dì oanh đi lấy mùng mền cho mày ngủ. Cái ngủ được ngày cái mưa lại ngủ nữa, rồi cái bắt đầu lại ngủ luôn vậy tới giờ luôn. Là ở tới giờ là năm nay tới Tết này là 2 năm rồi. Đúng không? Có nghĩa là trong thời gian của bạn là 8 năm là chị không biết con mình ở đâu hết. Tại vì cha nó bắt đi rồi tính nó ở sống với hai cha con thôi chứ đâu biết ở đâu đâu. Rồi. Rồi nếu mà thí dụ bỏ con mà bỏ từ hồi lúc mới sanh ra lọt lòng ra là bỏ rồi, đâu nuôi tới 4 tuổi đâu. Rồi. Tự một tay em nuôi mà đâu có cho người khác nuôi đâu. Rồi. Rồi tới 4 tuổi mới đi làm, thấy ở quê không có gì sống mà đi làm xứ người ta gửi tiền về cho ngoại nuôi. Rồi cha mới bắt đi đó. Rồi tính đâu hai cha con sống nương tự với nhau, đâu có biết nó sống ở ngoài đâu. Yeah. Thì nói chung bây giờ chị nói chị chia sẻ là vì lý do là cha có Phương á, là bắt Phương đi, cho nên là chị không có quan tâm tới nữa. Rồi cũng không biết là con mình sinh sống ra sao, ở đâu sao hết. Rồi lúc đó cũng có một lần á, là em nghe Phương nói á, là thấy mẹ nhưng mà kêu mẹ tại sao mẹ không có nhìn con là sao, cái đó là sao hết. Tại vì biết sao, giận có một cái là mình đi sắm sửa đồ cho nó rồi nó về nhà. Rồi tới bữa sau nó nói cho tiền nó giấu nó để nó ăn thôi. Cái nó đem về cho cha nó hết trơn, nó nói cha nó ăn cắp tiền hết trơn. Rồi nó sáng sớm nó đi xin, nó dốc nó láo 20 lần. Cái bởi vì ghét mới không dòm đó. Kiểu như là Phương là cũng như là có những cái hành động làm đối với chị cũng như là không có đúng. Rồi cho nên là chị giận, chị ghét, cho nên là chị không dòm mà con. Dạ. Rồi thêm nữa là cũng như là một khoảng thời gian vừa qua là 8 năm đó là chị không có biết con mình ở đâu hết. Đúng không? Rồi bây giờ là lý do tại sao mà ngày hôm nay chị lại đến đây là chị biết Phương ở đây. Tại vì thằng em ngày hôm qua nó đi kêu nè. Mới biết đó, không biết cha không mất luôn á. Không có biết tại vì đưa con đi học rồi là ở nhà làm chuyện nhà không có đi đâu hết trơn. Ở nhà không, bởi vì không có biết chuyện gì. Dạ, thì lý do là bây giờ là vì lý do người em đi kêu chị thì chị mới biết là cha Phương mất rồi, đúng không? Rồi thì bây giờ là thêm một vấn đề nữa em muốn hỏi chị là thằng Phương bữa giờ đó là sống ở đâu, là người, những người em có nói cho chị biết chưa? Không có nói sống nhà em. Vậy là bây giờ là bữa giờ chưa có người em nào nói cho chị này biết. Đâu gặp mặt đâu. Dạ. Rồi không biết. Anh hai mắt còn chị còn chưa biết nữa. Mới anh kêu chị hai lại là mẹ của ông Phương. Rồi. Phải kêu mẹ của ông Phương qua đây nói chuyện. Rồi đó mới bữa nay mới đi kêu mới chị hai mới biết là anh hai mắt. Đó. Từ mấy năm qua là chị hai không biết. Rồi. Cũng như là chị cũng như là vợ chị không hề biết là Phương sống làm sao ở đâu hết. Và ngày hôm nay cũng nhờ những người em đi báo tin là chồng là mất rồi. Rồi cho nên là mới biết là thằng Phương ở đâu. Rồi bây giờ là trong cái khoảng thời gian vừa qua đó là thằng Phương, bây giờ là những ngày em hôm nay chị xuống đây đó là chị đã biết là thằng Phương ở đây rồi đúng không? Là ở được là mới biết bữa nay là ở khoảng 2 năm rồi đúng không? Mà không biết là chị khi nghe tin con của mình ở nhà người ta vậy đó, chị cảm giác như thế nào? Buồn chứ. Buồn nhưng mà chị có biết ơn hay là chị có gì cảm ơn đến cái người đã nuôi nấng Phương từ khoảng thời gian 2 năm qua không? Thì nói chung ra đi, hồi nãy thì nói chung ra không biết sự thật thiệt. Bây giờ biết rồi thì những ngày vừa qua nuôi con của em là cảm ơn nhiều. Cũng biết ơn nhiều chứ không có quên ơn đâu. Tại vì nó không muốn sống với mình, nó sống với cha, nó tính ở với cha thôi. Đâu có biết chuyện gì đó. Bây giờ là chị, bây giờ là hôm nay là chị cũng như là chị biết là Phương đang ở với dì Oanh là cũng 2 năm ha, thì chị cũng cảm ơn dì Oanh. Nhưng mà bây giờ theo chị thấy cái khoảng thời gian vừa qua là 2 năm qua đó là chị Oanh nuôi Phương là cảm thấy không được hay không đúng hay là như thế nào mà chị hôm nay chị xuống đây với cái lý do gì mà chị muốn bắt Phương hay là như thế nào? Bây giờ lại nó cũng lớn rồi, quyết định của nó, hỏi nó muốn ở với dì với chú nó thì ở. Nếu mà nó muốn ở với mẹ thì ở, cái quyết định của đó. Dạ, nhưng mà bây giờ là theo chị á, là chị có từ khoảng 2 năm vừa qua chị không quan tâm tới Phương. Nhưng mà Phương ở với dì Oanh, chị thấy là ở với dì Oanh vậy đó có được hay không, rồi ở với dì Oanh vậy là có xứng đáng hay không? Nói chung ra ở thì ở rồi mà nó còn có mẹ, có dì, có cô, nó cho nó muốn sống với ai sống. Bây giờ thời gian vừa qua thì cũng nuôi nó hết 2 năm cái gì rồi.
Rồi bây giờ cũng biết ơn. Bây giờ xin co trả lại cho em nuôi. Nó không ở với em thì nó ở với gì với chú nó cũng được. Đó có nghĩa là theo chị nói là trong khoảng thời gian vừa qua chị không có nuôi nắng Đường Phương, nhưng ở với Diệp Oanh thì chị cũng cảm ơn Diệp Oanh rồi, đúng không? Nhưng mà không biết là ngày hôm nay là chị xuống đây chị bún Phương, không biết là lý do là Diệp Oanh có cái gì đó không tốt hay là sao, hay là chỗ ở của Phương hiện tại chưa có đủ cái kinh tế hay là đủ khả năng để nuôi Phương hay là sao? Chưa có đủ khả năng. Tại vì giờ hiện tại giờ còn mấy bé nhỏ nó đi. Không, ý là Diệp Oanh nè, cái nơi ở của Phương ở với Diệp Oanh hiện tại đó, nó đang thiếu thốn hay là cái gì đó mà không đúng hay là sao? Không có thiếu thốn cái gì hết trơn á, mà có một cái nó còn có gì nó còn mà còn mẹ nó giờ muốn nhận nó về nuôi nó. Tại vì khoảng thời gian mấy năm về trước là không có được lo cho nó, bây giờ muốn đem nó về lo cho nó đi học. À, kiểu như là bây giờ là trong khoảng 8 năm vừa qua là vì lý do chị chưa có cơ hội để chăm sóc cho ông Phương, đúng không? Chính vì thế ngày hôm nay là chị quyết định là đến gặp dì Oanh và muốn đưa ông Phương đi về nuôi, đúng không? Và nếu như mà chị nuôi không được thì chị cũng có thể là cho anh chị em gì đó, bà con, đúng không? Chú dưới gì nó nuôi nếu mà không có khả năng. Rồi bây giờ theo như chị thấy thì lý do tại sao bây giờ nếu như thằng Phương sống ở Diệp Oanh là nó không ổn hay là sao mà mình phải quyết định như vậy? Tại vì con của mình sanh ra mình tự mình lo cho con mình, chứ để ở ngoài người ta nuôi rồi mất công tới lớn mà nó ghét nó bỏ mình á. Mình thì con cái đâu có bỏ được, con nó bỏ mình được chứ mình đâu có bỏ con được đâu. Dạ, cũng như là con cái mình không bỏ được, nhưng tại sao 8 năm vừa qua mình bỏ nó được? Tại vì nó ở với cha nó, tính nó ở với cha nó thôi mà. Bắt tính... nó đi nuôi á, thì cha nó lại quậy quạng hoài, sao đi mà ăn được. Dạ, thì chị suy nghĩ là cứ ở với cha thôi, nhưng mà cái cuộc sống của con mình nó như thế nào chị không quan tâm, đúng không? Tại chị cũng đi làm xa, đâu có ở gần đây đâu, mới về đây năm mấy hả? Từ hồi dịch tới giờ. Thì nói chung theo như chị nói thì em thì cũng không có nói sao mà cho hiểu hết nữa. Chứ nếu như mà con của mình mà 8 năm vừa qua ở với cha đi chăng nữa, nhưng mà mình cũng vẫn có cái tình thương nào đó gửi cho con mình. Chứ cái này mình bỏ bê một cách là biệt tích như vậy là em thấy nó có một cái gì đó ở trong đây nó khuất mắt á. Giống như là tự nhiên đến ngày hôm nay có anh chị, bà con đến thông báo cho chị, thì chị mới đến đây và muốn đưa ông Phương đi nuôi, đúng không? Nói chung bây giờ tôi cũng có gia đình khác, không muốn bắt về nuôi đâu. Tính giao cho dì với chú nó nuôi à. Đem về nuôi mà vợ chồng con cái đồ nó sùm trong nhà. Rồi muốn cho dì cô nó đi bắt đi nuôi đi, cũng không muốn nuôi đâu. Là kiểu như là bây giờ là cô dì, chú bác dì của ông Phương là có cái kinh tế điều kiện tốt hơn chị Oanh hiện tại hay sao mà chị muốn mong muốn như vậy? Tại mong muốn cho, không lẽ dì ruột chú ruột nó không lẽ bỏ nó, không thương nó. Rồi có gì thì ở đây có chút đỉnh thì phụ tiếp nuôi thôi. Nói chung thì bây giờ là theo chị thì dù gì đi chăng nữa thì anh chị em cô bác ruột nó sẽ tốt hơn, đúng không? Đúng rồi. Và bây giờ nếu em hỏi chị một điều nữa, nếu như bây giờ là hỏi ý kiến Phương ở giữa ba phía, một là ở với mẹ, hai là ở với anh chị em, ba là ở với dì Oanh, thì Phương chọn ở đâu thì nó sẽ quyết định của nó được không? Được. Là tự quyết định, nó quyết định đi. Không. Rồi ở đây thì hiện tại ở đây là có ba phía là chị, với lại ở đây là anh chị, với ở đây là dì Oanh. Thì bây giờ nè, ba là người ngoại là từ xưa giờ ở đây đã 2 năm rồi, đúng không? Rồi bây giờ thì theo Phương quyết định đi, con muốn ở đâu thì con nói. Rồi sao giờ Đồng Phương nói gì để theo chị thì sao? Bây giờ thí dụ nếu mà ở đây thì các hộ khẩu, chuyện hộ khẩu qua là dứt khoát, ở chỗ nào mà ở một chỗ. Ok, được á. Rồi nếu như vậy thì em sẽ nhờ chị là ngày mai luôn đi. Ngày mai sẽ làm giấy tờ liền luôn, chuyển qua cho dùm anh liền. Ở chỗ nào thì ở một chỗ dứt khoát luôn, chứ không có tới lui tới lui. Đó, nói chung giấy là... tờ cắt rồi là rồi đó. Là từ đây sắp tới là tới chừng tới già luôn là không có liên quan tới ai hết trơn nha. Dứt khoát một cái một đó. Rồi sao con? Rồi sao tính sao?
đồng ý không? Rồi chừng nữa tới lớn rồi con đi làm có tiền thôi, chừng nữa muốn kiếm cha mẹ kiếm gì cô đừng có hối hận nha, tới chừng đó đừng có hối hận. Sao giờ cứ nói tự nhiên đi, Phương cứ nói tự nhiên đi, không sao hết á. Con cứ nói, cái này con cũng lớn rồi. Từng đi ra đường sống rồi, quen biết cũng biết rồi. Chú biết. Cái này là quyết định của em, của con. Cái đường của con đi sau này á, chứ đâu có ai mà chăm sóc con ngoài đâu. Không được lính nha. Nói. Phải nói chứ không có ngồi im im. Ví dụ ở với dì Oanh á, dì Oanh còn sống còn nuôi con được, tới dì Oanh mất rồi rồi con sao? Con ở với ai? Năng quyết định lứa cô nó lâu mai cách học thì giờ con cứ nói đi Phương, nói thật nói đi như vậy không cùng sớm con ở đây cái thằng này tao muốn lại mày luôn á. Thì bây giờ là con nếu mà con ở với dì Oanh thì nói đồng ý ở với dì Oanh, rồi mẹ sang giấy tờ cho dì Oanh luôn, đồng ý chưa? Con đồng ý thì nói lớn, đồng con đồng ý đi, nói lớn lên. Con đồng ý ở với dì Oanh. Rồi bây giờ anh hỏi lại dì Oanh có đồng ý cho nó nhập khẩu không? Ra đây này, Quanh nó nói đi. Là giờ hỏi gì Quanh á con? Thì bây giờ là có sẵn nè, bây giờ là có mẹ của Phương ở đây, bây giờ là giao gì Quanh cho, giao Phương cho gì Quanh luôn rồi đó, thì theo gì Quanh thì sao? Cái sự quyết định là hai em, hai em là có công nhận để cho ở với chị không? Ok, nếu nó chấp nhận là cho hết. Thì nó chấp nhận ở đâu nó thì em cho nó ở đó. Nhưng mà sau này có xảy ra chuyện này chuyện kia, để là mà dính líu tới gia đình của em là không có. Cái nếu theo cái luật pháp á, là cái người nào cấp, người nào nuôi dưỡng là cái người đó chịu trách nhiệm. Đúng. Không có liên can gì tới em hết trơn nếu mà nói về luật pháp. Ha. Đúng. Rồi sau này á, chị nói một câu như vậy. Con của em, cháu của em, thí dụ chị nuôi lớn, nó quyết định theo mẹ nó thì cái đó là nó cứ đi. Còn nó đi theo cô chú là cũng cho đi, chị không có dành. Nếu mà nó ở tại đây là chị cũng không đuổi ha. Nhưng mà con cái là giao cho chị Đức là chị có quyền ha. Đúng. Ừ. Đúng không? Nhưng mà giao chị có quyền. Có thể nhập khẩu nó vô được. Được. Okay, chị ok. Có tại vì nhập khẩu vô chị là nó là con chị. Rồi. Hư hoặc là thúi. Đúng. Là chị chịu trách nhiệm. Vì Oanh lo hết tất cả, không có liên can về mấy em mà gọi tới mẹ nó. Mẹ hết. Nhưng mà sau này á, thằng này là con của chị. Đúng. Không ai được quyền ăn hiếp. Đúng rồi. Không ai được quyền xí vô, trừ khi nó chấp nhận. Thì chủ yếu bây giờ là đúng không? Lời chỉ nói cho bỏ nói cho vậy thôi. Là vậy nó quyết định của nó muốn ở đâu. Còn đối với em thì cũng cô chú cũng phải cho trách nhiệm nuôi không, nó. Không. Mà bây giờ nó không có ở với cô chú nào. Là ở với chị là tại vì là con của chị rồi. Đúng rồi. Con của chị là không ai liên can hết. Đúng. Hay là không ai chị. Ví dụ mà sau này á, sau này mà nó có chuyện gì xảy ra là chị chịu trách nhiệm. Đúng. Còn mà thí dụ mà nó ra ngoài đường, nó đi đâu, tụi em cũng không có quyền quánh la gầy nha. Không có quyền. Đâu phải nói chuyện em nữa. Không còn trách nhiệm nữa. Không hết rồi. Là tụi em cắt đứt luôn là trong... Không liên quan. Không liên quan rồi đây. Ok. Em không còn cô chú nó nữa. Không còn cô chú nó nữa. Là nó là thuộc về con của anh Quanh. Được là không có dính líu trong này. Không có dính líu. Không có dính líu hết. Không có cho chị lo cho nó. Con chị chấp nhận hết. Tại vì cái số, cái đường quyết định là chị quyết định. Con cái chị không có quyền. Đúng. Ừ. Thì ý kiến là em vậy thôi. Hỏi rồi bây giờ hả là một cái miếng giấy đi cho mẹ nó ký luôn. Không cần miếng giấy bây giờ chị. Ngày mai giấy cái xanh tôi mời luôn. Giấy cái xanh trước mặt cho qua đây luôn. Chuyển khẩu qua đây cho luôn. Rồi đưa đi làm gì không? Bây giờ cho em xin ý kiến nè. Bây giờ em á nè. Con buôn xong ý kiến vậy nè. Mai mốt á nếu mà nó có cái gì á là gì Oanh không không liên quan tới kia, không liên quan tới đây, không có liên quan tới chuyện đó, không liên quan tới trách mẹ với gì nó không trách, là không liên quan tới đây. Thí dụ mà tụi em giao quyền cho chị là chị có trách nhiệm. Đúng. Nói nãy giờ tụi em nghe rồi mà. Dạ. Nhưng mà tới mà nó ra ngoài đường, không có chuyện gì tụi em mà quánh đập hay hoặc là mày là con cháu tao, tao quánh đập là không được quyền nha. Chừng nào chị cho phép. Đúng. Đúng không? Thì em cũng nghĩ riêng là từ bữa nay. Rồi bây giờ nè, từ đây trở đi nè. Bây giờ em, ngày mai em sẽ đi làm cho chị. Em đi làm với chị. Bên chạy anh tâu tiếp mà thôi. Chị đi. Thôi em một ngày chị đi bao nhiêu tiền là... chị trả cho chị. Lúc xô mà ngại mãn cái xong lui ca nó luôn. Bọn ơi, bọn em có thể đi. Ê,
Bây giờ lại qua đây làm hết dứt khoát một cái một là từ giữa hai con. Là chị đó. Đó là con cháu của nhà Quỳnh. Chị Quỳnh sẽ nhập khẩu nó vô. Ờ nhập khẩu vô cho nó ở đây. Quỳnh không có dính líu gì tới. Lo cho nó, bên này không dính líu trong đó nữa. Mẹ cũng không có, mà bên cô chú cũng không có. Mà mai sau này hàng cô chú mà đánh đập nó là cô chú sai. Còn cái chuyện gì chị quyết định là quyền của chị. Thí dụ chị sai luật pháp trình chị đúng ha. Còn mà chị quyết định đúng là cái quyền của chị nha, không có ai được quyền xía vô. Không được quyền xía vô ha. Chừng nào thí dụ mà chị quyết định thằng này sai đường chặt lối là luật pháp trình chị ha. Còn mà chị quyết định đúng không ai xen vô ha. Không ai được quyền xen vô ha. Đâu còn ai xen, đã giấy là hộ khẩu rồi là giao đây lúc giao cho chị. Cũng như là con giao cho người là không ai dính líu cho nó hết. Tức là chị sau này nó làm sao là chị lo cho nó. Em không có dính líu. Chứ bên đây là không dính líu trong trong này hết. Bây giờ cắt qua bên đây cho chị rồi. Là nó đâu có nằm trong này nữa đâu. Vậy là ngày mai em đi với chị. À ổng đi chợ, em chạy xe được không? Ờ em chạy được thì chị với chồng chị với em đi làm vậy. Chị đi đi chợ coi thôi, đặt tích luôn. Ừ. Là chạy à, tao bán cái bán này mà chị tao ký ơi quên nhập hay. À chị Hai đi ngày mai đi là cắt khẩu qua bên đây là nhập cho dì Oanh bên đây. Chữ ký của chị Hai mới người ta làm cho mình. Không có bây giờ là số điện người ta mới làm cho mình đâu. Là mình bỏ luôn. Không sau này là không có mẹ, là không có cô chú. Chỉ có Diệu Anh là mẹ thôi. Đứng ra mày nói rõ ràng coi. Con nói con đứng dậy. Phương đứng dậy coi. Đứng dậy nói đàng hoàng. Đợt dài sắp tới con là đứng qua mai. Đứng này. Con cháu nhà đàng hoàng. Cái này là con nói. Đợt dài sắp tới con cháu của ai? Bên Diệu Anh. Nói từ ngày sắp tới con là con của gia đình nhà Diệu Anh. Nói đi, nói nhẹ nhàng. Thầy suy nghĩ trong lòng con sao con nói đi. Từ ngày sắp tới con bây giờ là con gia đình của dì Oanh. Rồi. Là con sao? Con sao con không có mẹ, không có cô chú nữa. Thầy ô với chị luôn. Là cô chú ở đây con cắt bỏ hết. À là không có dính líu trong con nữa, không dính líu nữa. Dạ. Là tự con quyết định rồi. Con nói đi. Cô chú bên con, ruột của con là con cắt bỏ hết. Là không có ai bỏ con đâu, cái này lựa chọn của con đi. Lớn đó, đừng có chạy đi kiếm mẹ với cô chú. Là cô chú không có dính líu trong đó, là không có nhận con đâu. Sao này là tại không. Cắt ra rồi làm sao mình nhận chứ. Yeah. Bây giờ con nói, từ đây tới sắp tới, cô chú, mẹ con, ruột thịt con cắt bỏ hết. Từ đây sắp tới cô chú, mẹ ruột thịt con cắt bỏ hết. Ok. Rồi, đi xong rồi. Mình xin phép đi. Thì là bây giờ là đồng ý hết trơn rồi ha. Dạ, em vẫn đồng ý. Em chỉ thiệt, em qua đây là em chỉ hỏi nói là gì thôi. Em cũng đồng ý chứ hết. Chứ đừng để mà mất công cũng như vậy cũng có ơn nuôi nó. Đó, mẹ nó cũng còn. Bỏ được, không lẽ cô chú nó cắt bỏ. Cô chú nó cũng còn. Đó. Nó phải cắt bỏ được hết. Em cũng chấp nhận luôn. Rồi. Tại vì mình thấy 0-3-7-8-8 cha đã mất đi cũng còn cô chú chấp nhận nuôi cháu. Nhưng mà ngược lại á, cháu bây giờ không muốn sống với cô chú, với cả mẹ ruột. Mẹ đẻ mình mang bụng đau này kia nọ sanh đẻ được mà nó còn dám cắt bỏ được bà đó mà này. Cô chú nó tại sao mà không dám cắt bỏ? Giờ nếu nó cắt bỏ được câu đó rồi, em cũng làm cô chú nó, em chấp nhận là cắt bỏ luôn đó. Em không nguyên can tới nữa, là dù nó có sai trái như thế nào đó là tùy của bên bổn phận bên chị Oanh. Đã nó nhập về bên chị Oanh rồi, là như là nhập về chị Oanh là thuộc về con của chị Oanh. Nó trả lời đã cắt mẹ bỏ hết tất cả, cả cô chú cũng cắt luôn, thì mẹ ruột của nó cũng không dám trả lời. Cô chú làm sao dám lên tiếng nữa, thì thôi cô chú cũng đồng ý luôn. Rồi mẹ của nó cũng vẫn đồng ý. Thì em xin phép hết.
Rồi, vậy cũng cảm ơn anh ha. Ở đây chị có gì nói nữa không? Em cũng không có gì nữa. Ơi, bà tại bây giờ cháu nó vậy rồi, nó quyết định đường này rồi, mình cũng em không có lời gì nói. Rồi. Chỉ có lời nói là bây giờ sau này chỉ gửi gắm nó là ở với dì Oanh thôi. Rồi. Đó, sau này nó là con của dì Oanh thôi. Rồi. Chứ không dính líu gia đình em nữa. Dạ. Đó là em xin có nhiêu này thôi. Rồi, vậy cảm ơn chị. Ở đây là mẹ trực tiếp ha. Vậy là quyết định là cho Phương ở với dì Oanh và cắt hộ khẩu. Cái hộ khẩu gửi cho dì Oanh nuôi đi, bây giờ nó không theo rồi bắt buộc nó đe đi qua bển ở, nó sống được 2-3 ngày nó cũng chạy qua đây nữa à. Dạ. Bây giờ tự nó quyết định đi. Dạ. Giờ không biết nói gì hơn nữa. Ừ, vậy rồi. Giờ nó lấy hộ khẩu lại theo là, đi làm luôn đi. Vậy là thì nữa à, cũng dì Oanh. Hết giờ. Thì là dì Oanh với lại chị là ngày mai mình đi lên xã phường làm giấy tờ. Thì để cho nó hợp lý với pháp luật. Hang. Rồi, vậy thôi cũng cảm ơn chị. Rồi dì Oanh có gì nói dì Oanh? Dì Oanh cũng không có lời nào gì nói hết trơn á, tại vì dì Oanh cũng lỡ nuôi nó rồi, nó cũng mến tay mến chân với dì Oanh rồi. Thí dụ mà nó đi á thì dì Oanh cũng bỏ cho nó đi. Nếu mà nó ở thì dì Oanh cũng chấp nhận cho nó ở. Vậy thôi. Bây giờ nếu mà nuôi nó lớn lên nó phản hoặc là nó như thế nào dì Oanh cũng công nhận, chấp nhận hết toàn bộ. Thí dụ mà sau này nó không ở với mình nữa, nó đi lông bông đâu vào ngoài đường gì đó thì cái đó cũng chấp nhận. Thì mọi người ở đây người ta nói, thường nói là nuôi thằng này sau này nó cũng phản, nhưng mà dì Oanh không có nghĩ đó tới, chỉ là nuôi là nuôi làm phước thôi, thì sau này thì tính tiếp vậy thôi. Dạ rồi. Rồi vậy thì bây giờ là ngày hôm nay cũng giải quyết ổn thỏa, mà mấy ngày qua thì cũng như là sự ồn ào cũng như hiểu lầm nhau qua lại giữa với Phương đó. Bây giờ mẹ con Phương lại đầu tiên thì không có biết gì, cũng hiểu lầm bên dì Oanh nữa. Đó là nói sức mẹ đó. Bây giờ chị Hai không có, thí dụ chị Hai mấy năm qua chị Hai không biết con mình sống ở đâu vậy đó. Bây giờ cũng chị Hai mới biết bữa nay thôi. Đâu biết nó sống ở một chỗ. Chị Hai nói hơi lỡ lời một chút thì cho con xin lỗi. Xin lỗi dì Oanh. Xin lỗi cô chú con đồng mạng này giúp đỡ cho cháu con. Con rất là cảm ơn nhiều. Đó. Là sau này là con sống như dì Oanh, là con phải kêu dì Oanh, kêu bằng mẹ. Con ở đây luôn chứ không có. Con ở đây phải nữa. Học hành đàng hoàng. Đó, giúp đỡ dì Oanh đàng hoàng. Chứ không phải là sau này con muốn ở đây rồi lớn lên á, dì Oanh nuôi vậy lớn lên con bỏ nhà con đi này đi kia là không có. Không, đó là tùy con. Đó, đó là tùy con, phải trách nhiệm của con đó. Tùy nó mình không có quyền. Đúng rồi. Là mình bây giờ nè, bây giờ chị nói với mấy đứa nghe nè. Bây giờ nuôi á thì nuôi rồi, mình chưa có biết tánh nó như thế nào sau này đâu. Thí dụ bây giờ mình nuôi nó được nửa chừng, nó phản ngược lại mình. Dạ. Nó nói không còn ở với bà nữa, tôi đi thì cũng phải chấp nhận thôi. Đúng rồi, mình có nói gì mình không có nói được. Bây giờ mình đâu có cột chân nó được. Đúng không? Mình nó muốn đi đâu đi. Nhưng mà sau này mình chỉ nuôi thân xác nó thôi. Sau này nó lớn lên tự quyền nó quyết định. Đúng rồi. Nó muốn như thế nào thì mình chiều theo như thế đó. Gia đình dì Oanh thì cũng nghèo, không có đầy đủ để nuôi cho nó được mà đầy đủ giống như người khác. Chỉ có cơm ăn áo mặc vậy thôi. Nếu mà sau này nó quyết định đi đâu thì cái đó quyền của nó ha. Chứ không được bệnh lạ. Không, nè, nói nó nghe nè. Không được bó buộc là sau này ở với bà là ở chủ chốt ở đây là không he mình. Trời ơi, con gà con vịt mình còn nhốt không được nữa, sao mình nhốt con người được. Bên con là không có quyền nói với nó nữa. Không có đánh đập nó luôn. Đó, nó như vậy. Sau này thì con ở đây là cô chú không có quyết định cho con. Tụi em nuôi nó là biết tánh nó rồi, nó muốn đi đâu nó đi. Đừng do là nó quyết định là có cái chuyện gì sống chết gì kệ nó. Tại nó không có kệ nó. Không có liên quan tới chứ nó đừng có chết. Đừng có trách nói mẹ không nhận nuôi không liên quan tới chị nữa nghe. Sau này nói như thế nào á, dì Oanh chỉ nuôi nó cho công nhận nó là con cháu nhà mình thôi. Nếu mà sau này nó có lỡ lầm đường lỡ lối như thế nào đó là tùy nó, đường của nó đúng ha mấy đứa ha. Không có được quyền nói bà Oanh này bà chấp nhận bà nuôi nhưng mà bà giải dỗ không đầy đủ. Do vậy thằng này nó đi lông bông hay là nó đi bụi đời gì đó là cái đó là dì Oanh không chấp nhận ha. Dạ. Nói chung khi nhập khẩu vô dì Oanh rồi á là không bên liên quan tới chị. Nhưng mà sau này dì Oanh nói là lỡ nó lầm đường lỡ lối như thế nào là dì Oanh không có bảo quản là như là trách nhiệm của dì Oanh ha. Biết nhưng mà đã không nói. Một khi nó chấp nhận rồi buông xuôi này bỏ luôn. Dù mày chết bài chết bụi cũng không quan tâm. Tại vì cháu bây giờ nó nói con đó rồi là bỏ là không liên quan tới kia nữa. Dù nó chết ở đâu chết kệ đó.
làm chết cha là làm mẹ cô chú thôi. Gì cũng vậy, nuôi chỉ nuôi bạn đúng rồi, nó thôi thân xác nó thôi chứ đâu biết tánh tình nên sao đúng rồi. Không biết tánh tình nên sao. Mình còn chưa tin mình nữa, mình tin ai? Đúng rồi. Bản thân mình chưa tin nữa. Làm sao mình tin tin khác được? Tin người khác được. Sau này bây giờ nó nói dạ thưa như vậy, sau này nó đi cái đường chập chập cái đường của mình là do cái bản tánh nó thôi. Do bản tánh nó ha. Nhiều khi ở trong nhà nó nói chuyện với mình đàng hoàng tốt với ra ngoài đường sống nó sống khác hay sao mà đâu biết được. Đó đúng rồi. Vậy đi ha. Chứ sau này chị thì nuôi thì chị cứ nuôi. Sau này tự quyền quyết định nó như thế nào là đường của nó ha. Mình không có chói nó được. Thân xác nó ngoài thôi. Vậy đi. Chứ đừng có. Thế là cái này em nói anh nghe nè. Cái đó là không có quan trọng. Là bây giờ nè em quan trọng anh không có nghĩa nè em nói cho nè không bây giờ nè cuộc nói chuyện của mình ngày hôm nay á là em đã làm bằng chứng bằng video này rồi là chị đây đã đồng ý giao con Phương cho dì Oanh hiểu chưa rồi ngày mai hai người sẽ làm giấy tờ với nhau hai người là sự thỏa thuận giữa hai bên hiểu không chứ không phải em là người ngoài em đâu có quyền trong cái này nhưng mà em nói cho nó em chỉ xác nhận cái là chị của em tách khẩu buôn tương qua cho dì Oanh thì khi nào làm xong dì Oanh có nhập vô không á khi nào làm xong á em sẽ quay xuống đó khi nào làm xong thì mới xuống được chứ bây giờ đi làm cái kia không có làm được có gì anh bên nghe đi em nói cho em theo dõi xuống chị yêu cầu thí dụ không cho Đức về chị thì cũng phải đi làm giấy tờ cho nó có cái danh phận của nó ở sau này tôi cũng là ở trong cái địa phương này mình có tên có tuổi trong nhà nước công nhận chính quyền công nhận địa phương công nhận tôi là tôi có tên có tuổi trong cái địa phương này chỉ cần vậy thôi chứ không phải mà bắt buộc tụi bay là phải cho chị đâu ha chỉ cần vậy thôi. Cái này là quyết định trên chị hai. Bây giờ quyết định trên chị hai nói với chị hai cái này là ý của nó thôi. Ý nó quyết định. Phải cho Đức. Rồi giờ vậy là xong hết chưa ha? Xong hết. Ngày mai chị đi với chị Oanh đi ra chợ. Rồi đi hồi giấy số ra đi. Rồi đi bán một ngày lời bao nhiêu thì chị trả cho. Nói chung hồi tới giờ bệnh là không đi bán ở nhà không mà. Nhưng mà vậy là hiện tại chưa có đi bán đâu đúng không? Dạ vậy thì thôi cho mai nó tranh thủ làm giấy tờ cho luôn đi ha. Là ngày mai chị hai đi làm giấy tờ cho nó nhập qua bên đây luôn. Sáng mai đó đi làm cỡ 7:30 8 giờ ở đi mới tao làm việc chứ đi sớm cũng đợi à. Làm ở đâu thấy bây giờ ở sáng Mỹ ăn Mỹ tại bên đó buộc chị ăn Mỹ rồi vậy đi có giấy tờ đầy đủ là nó rất là dễ làm dạ. Em cầm giấy chứng minh của em nè rồi hộ khẩu của em nè là được rồi ha rồi vậy thôi hắn dì Oanh ha thôi giờ cũng xin tạm kết thúc video này đưa cái giấy số báo danh cá nhân cho hai miếng nha, giữ cho nó luôn có đưa lại đại giao mới đi xin rồi xin rồi thì tụng cho xong luôn rồi thôi giờ kết thúc video tại đây ha đã xong cái vụ việc nhận Phương làm con rồi ngồi bán đồ cậu trên võng đưa suốt ngày phơi nắng.